Chiều ngày 8 tháng 5, Công an phường 5 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã chuyển đối tượng trộm cắp tài sản mà Công an phường phối hợp với đội săn bắt cướp của phường bắt giữ vào ngày 7 tháng 5 lên Công an quận để tiếp tục mở rộng điều tra. Theo đó, qua trình báo của người dân, vào ngày 4 tháng 5, có vụ mất xe máy xảy ra tại một con hẻm đường Dương Quảng Hàm, nên lực lượng chức năng tiến hành truy tìm đối tượng. Qua camera an ninh, thì đối tượng được xác định là Châu Tước Chinh, 30 tuổi, quê Bình Dương, và Trần Thị Ngọc Dung, quê tỉnh Đồng Tháp, người thuê phòng trọ tại đây lấy. Sau khi gây án, Chinh rời thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 7 tháng 5 trở về phòng trọ thì bị bắt giữ. Bước đầu, Chinh khai do nghiện ma túy nên lấy trộm. Đồng thời tại phòng trọ, công an còn thu giữ nhiều đoạn bẻ khóa và dụng cụ để sử dụng ma túy. Hiện công an đang truy xét Dung để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức cũng có mặt tại hiện trường để xác định và làm rõ Chinh đã thực hiện vụ trộm cắp khác tại địa bàn phường này.